trộn đồ nấu luôn, không có ướp gì hết. Thịt... không ướp gì hết. Ừ, nhà chị là đồ tươi không ướp. Ừ, tim nè. Tim heo thì luộc chín sắc ra. Đây, đây. Thau cật. Thau cật này em. Ừ. Cật thì chỉ ngâm nước đá thôi. Là nó khử mùi. Đúng rồi, là rửa sạch ngâm nước đá. Như vậy thôi, nó vừa vừa chín tới cái là chị để nước sôi vô lát nó chín là vừa ăn rất là mềm. Chị nấu nước sa tế này bằng nước lèo này em. À. Ừ. Gọi là giấm riềng á cơ. Dạ. Ừ. Xin chào buổi sáng quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Phú đang trên đường Ngô Gia Tự ở quận 5. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ vòng lại vô trong chung cư Sớm Cải để đi ăn sáng, để xem này ăn cái gì ha. Trên đó bán nhiều lắm. Đi đường ngoài cũng được nữa, nhưng mà nó sẽ rộng hơn, nó luồn hơn tí. Quẹo ở đây thì mình tới liền. Em đầu bên kia là Nguyễn Trãi. À, bữa mình quay mình cao rồi. Mình ăn bên đây. Bơi néo vô xe để người ta buôn bán, em quay chỗ người ta quay. Quay này của anh hả? Không, quay này của người ta. Em ơi, anh thấy xe cộ luôn luôn, em đứng vậy cản đường xe không có được. Dạ, em dẫn xe giùm. Ừ, bẻ cái đít này vô nè. Rồi, trở lại công việc. VM Future xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vào trong chung cư Sớm Cải, phường 8, quận 5. Mình gọi chung là chung cư Sớm Cải nha. Quý vị khán giả cứ đi theo địa điểm mình chạy cho nó dễ đến cái quán ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn ở quán Hủ Tiếu Mì Minh Phát 008 Loa. À, chung cư Sớm Cải thì Phú quay cũng khá là nhiều món rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé quầy của chị để ăn món hủ tiếu satay này, và có những cái món hủ tiếu mì nước thông thường nữa. Thôi, mời quý vị khán giả chúng ta tìm hiểu. Chào chị Minh, giới thiệu với quý vị khán giả, đây là chị Minh của quán hủ tiếu mì Minh Phát. Này em ghé đây em ăn món hủ tiếu sa tế, đó là cái món đặc biệt của mình, đúng không chị? Đúng rồi em. Em thấy là 6 giờ bán đến trưa. Ừ. Bán tới 12 giờ đấy em. Đây ai cũng bán đến trưa vậy ha? Ừ. Tại vì là buổi chiều là không ai bán. Đây khu này thì buổi chiều mới bán. Dạ. Ừ. Đây chị bán buổi sáng thôi, 6 chị... giờ tới 12 giờ. Chị cũng chắc bán chung á, đâu có nghỉ ngày nào hả chị? Chị nghỉ trong tháng là chị bán suốt luôn. Nói chung là rằm mùng 1 chị cũng bán luôn. Dạ. Tết bán luôn. Lẻ cũng bán. Dạ, rồi. Tôm này sáng sớm nhà chị là lấy về xong rồi luộc rồi lột. Nhìn ngon quá trời. Đó, lột sẵn. Tôm. Này cá lóc nè, cá lóc tươi nè. Nhà chị lấy về là sáng sớm là giao xong là rửa sạch là cắt trụng đồ nấu luôn, không có ướp gì hết. Thịt... không ướp gì hết. Ừ, nhà chị là đồ tươi không ướp. Ừ. Tim nè. Tim heo thì luộc chín sắc ra. Bao tử. Ừ. Đó, bao tử thì luộc chín cắt ra, còn cật thì ăn tới đâu chị với trụng tới đó. Dạ. Ừ. Đây. Đó. Cắt ăn em tới đâu thì chị trụng tới đó. Ừ. Chứ chị không có trụng trước, ví dụ trụng nhiêu đây nè, dạ. Bán hết chị với trụng lại. Trụng tiếp. Ừ. Cật cũng sắc ra bán chứ không có ướp.
Đây, thịt nai đúng không chị? Đây, thịt nai nhà chị nè, mềm xèo. Chị lấy này là phi lê không? Phi lê đúng không chị? Phi lê tức không là người ta sẽ thường là bán là vừa phi lê với lại cái gì chị? Người ta bán gân rồi gân kho rồi này kia ấy. Mà nhà chị chỉ có phi lê, đặc biệt là phi lê là hủ tiếu mì sa tế nai. Mì sa tế nai là rồi tái nai nước trong. Ủa, là chị em bán hỏi này. Là cái thịt nai này nè là thường là sẽ có một cái lò riêng hay là ở ngoài chợ người ta cũng bán? Thịt nai này là chị lấy mối mười mấy năm rồi, coi như là mối xỉ luôn á. Lần chị lấy là 10 kg. 10 kg thì chị bán trong có khi ngày bán 7-8 kg vậy. Thường thịt nai là ở ngoài khu vực này quận Người Hoa mình cũng bán không chị? Đúng rồi. Em thấy nghe ở đâu trong quận trung tâm mà nghe có bán thịt nai ở đâu không để biết nhiều mua về nhà. Thì nay biết rồi các chị nha. Này. Ngoài hủ tiếu sa tế thì chị vẫn có bán những cái món hủ tiếu mì thông thường là cái nồi nước lèo của như chị. Là sườn xí quách nè nhà chị luôn là mình hầm sườn xí quách rồi có mấy cái những cái tim hay là bao tử luôn trong đây không chị? Có em nè, tim nè, tim heo nè, tim đây giống như tim heo nè chị luộc trong này. Bao tử là mình hầm riêng cái gì hả? Bao tử chị vẫn hầm trong này. Trong đây luôn? Ừ, trong này luôn mấy em. Bao tử là chắc phải hầm lâu vậy ha? Em ơi, xí quách này nhà chị hầm 2 tiếng đồng hồ. Tim cũng vậy, mà bao tử cũng vậy. 2 tiếng đồng hồ. Chị lấy lên được, tại vì nó mềm, chị không có ướp gì hết. Chị chỉ để gì luộc không thôi. Chừng nào nó mềm thì chị lấy ra. Nha. Xí quách là bán thôi chị ha? Em ơi, hủ tiếu mì xí quách hoặc hủ tiếu mì xí quách là 50 ngàn. Chị gấp một cục lên rồi. Rồi nẹt không có sụn luôn là 50 ngàn là một cục đúng không chị? Đúng rồi em đó, phần hủ tiếu mì xương là 50 nghìn. Em cá lóc tươi nè nhà chị chỉ sắc ra để nấu thôi đó, trụng qua đi chín một cái là chị nấu cho khách luôn không ướp ha. Đó, đúng rồi. Chị tính ra giờ mình bán bao nhiêu năm mà chị Minh? Chị Minh nay bán là 16 năm nha em. 16 năm. Nhưng mà lúc đầu là bán về luôn hay là chị bán sa tế rồi mới bán món này? Chị bán hết mấy các món này. Dạ. Nào giờ là không có thay đổi. Dạ. Đó. Đó, trụng vậy là nó chín là khắp cho khách nè, tươi ngon luôn. Dạ. Đó. Đây, thau cật. Thau cật nè em. Ồ. Đó, chị cứ vậy chị trụng thôi. Đó. Đó. Ừ. Đưa lên đây quay trước nè. Nè em. Đó. Thường hôm nay là mình có bỏ gì không chị hay chị bỏ nước đá? Không. Cật thì chỉ ngâm nước đá thôi. Là nó khử mùi. Đúng rồi, là rửa sạch ngâm nước đá. Chị cũng không ướp gì luôn. Nhà chị đồ là không ướp. Đó, chị trụng chín. Ui nóng em. Như vậy thôi, nó vừa chín tới cái là chị để nước sôi vô lát nó chín là vừa ăn rất là mềm và ngon. Đó. Rồi. Yeah. Là dở lên đọc đi con phụ. Đây nè. Nãy giờ nhiều người ăn mì khô, hủ tiếu mì đúng không? Nhà chị cái món khô này là nó thiện lắm. Yeah. Mặc dù là cái món đặc trưng, món chính của chị là hủ tiếu sa tế. Đúng rồi. Mì khô là với chị Áo. Mì khô. Cá với tôm. Cá với tôm hay gì? Đúng rồi. Cá với tôm là 40 ngàn luôn. Đúng rồi, giá 40 ngàn. Nước gia vị của Người Hoa vàng nước lèo vô không? Nhà chị là nêm riêng hết nha, không có nêm chung trong nồi nữa. Chung là vẫn rất là nhiều thực khách ăn theo kiểu thông thường của quý vị khán giả. Tại vì cái món sa tế nai này phải là cái gu mà dạng thích lạ, cái kiểu đậm đặc rồi béo độ phộng. Tô này là tô gì chị? Chị làm cái tô này là tô khô cá này em. Khô cá, mì khô cá không? Mì khô cá. Chịu khó múc nước nêm gì nữa. Đây, xong này là xong tô mì khô cá này. Hoang mang quá ha. Lát hồi chắc mình phải đặt, mình ăn xong ngày hôm nay mình phải đặt hủ tiếu mì Minh Phát hay là hủ tiếu sa tế đây. Để tô mì xuống đi em. Đó.
cứ chén đồ ăn chị sẽ rưới cái nước gia vị lên rồi chị mới múc nước lèo bỏ vô. Nói chung nhà chị nêm riêng hết, không có nêm chung ở trong nồi này. Đây. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đây cái nồi sa tế của chị. Chị nấu sa tế này bằng nước lèo này em. À. Ừ. Là cứ chị múc nước lèo, chăm thêm miếng nước lèo xương này vô chị ha. Tại vì chị nấu nó sẽ nó có đậu phộng. Nó, rồi sa tế nó sẽ nở ra thì chị nấu bằng nước lèo này. Dạ. Nước lèo này lên cho nó thơm, nó béo lắm. Ủa mà mình sao phải bỏ thêm nước lèo chị ha? Mình đã nấu ra cái nồi như vậy rồi. Mình nấu lên nồi này nhưng mà tại em biết sao rồi xào gia vị. Xào gia vị xong là khi mình đổ vô thì mình nấu bằng nước lạnh thì nó không ngon rồi. Mình phải chế nước lèo vô thì nó béo, nó thơm. Dạ. Nó mới có chất lượng. Với lại quá trình bán nó bị vơi bớt thì cái nước nó sẽ đặc lại với gì? Đúng rồi, nó đặc lại là chị cứ chế nước lèo vô. Mình phải có thêm nước chị lèo. Chị cứ múc nước lèo vậy chị chế vô, nước lèo nước xương. Đó. À. Ừ. Thường cái món này chị bán trong hai món đó. Tầm món nào hết sớm? Món sa tế thì rất là nhiều. Món sa tế này là bán nhiều nhất luôn. Nhiều nhất luôn? Nhiều nhất luôn. À. Tầm giờ nào nó ăn? Chứ nãy giờ là em thấy ăn hủ tiếu mì nhiều. Ừ. Em biết sao không? Cái tầm cỡ 9 giờ trở đi là chị bán sa tế nhiều hơn. Thì cũng nhầm bữa, khi buổi sáng thì chị có bán sa tế của ngày vô bán sa tế không vậy đó. Dạ, nói chung tùy bữa ha. Tùy bữa, dạ, tùy bữa khách ăn theo nhu cầu. Rồi, có một khách rồi gọi hủ tiếu mì sa tế. Nay giống như là ngày mình đi, mình quay món này mà tự nhiên giống như khách không ăn món này. Đúng rồi, hôm nay là khách ăn món này rất là ít. Không, nãy giờ cũng bán 3 tô sa tế rồi nhưng mà ăn về không à, đợi quay tô. Đây nè, tô sa tế nhà chị. Số phận này. Số phận bắt buộc chúng ta phải quay lâu hơn thời gian. Đây. Món sa tế là bao giờ cũng có cà chua với dưa leo. Rồi. Bắt đầu. Tới đâu này, thịt này. Thịt là cái tô nào chị ví trụng tô đó, chứ chị trụng trước là nó mì nó cứng nha. Dạ. Nên là chị làm như vậy nè, vừa tái chín tới thôi. Tô này là hủ tiếu mì là cũng 50 hả chị? 55.000 nè em. 55. Ừ. Hủ tiếu mì sa tế. À. Nhìn lộn cái thịt này tái. 55. Đó. Đây, hủ tiếu mì sa tế nè. Chị Minh vớt xương ra xô hả? Đúng rồi, chị giờ xương hầm 2 tiếng nó mềm rồi. Rồi giờ chị vớt lên. Không để thêm ha, để nữa nó rụt. Không, để nữa nó rụt là chị không có có bán, nó không có nguyên cục đó em. Dạ. Ừ. Đây nè. Đó. Giờ chị vớt ra đây. Vớt ra đây cho nó mềm xương. Chế nước lèo vô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gửi món, nhờ chị làm giùm em một cái hủ tiếu mì sa tế này. Rồi. Với lại một cái chén không thập cẩm. Chén vậy thập là cẩm. Chúng ta sẽ ăn được hai nước. À. Rồi, hủ tiếu mì sa tế. Miếng chén thập cẩm. Dạ. Để em quay cái trụng bên đây trước nha. Ừ. À, trụng hủ tiếu trước mới trụng mì. Chút xíu nữa. Không thì mình bán sao chị? Một chén thập hủ tiếu mì thập cẩm là 40.000. 40.000 mà ai ăn thêm chị cũng làm chén rồi ăn thêm 40.000. Dạ rồi, vậy 40.000. Dạ. Nó sẽ nhiều hơn thôi nha, mình đúng rồi em.
nó sẽ nhiều hơn. Hủ tiếu mì sa tế. Món này mình em quên hỏi chị cái món hủ tiếu sa tế này có món có cái nước chấm gì đặc biệt không chị? Nó có nước chấm gừng đó em, nước chấm củ riền á, dạ. Gọi là giấm riền á cơ. Dạ. Xong. Bày đồ hàng. Đây là những cái gia vị trên bàn nha quý vị khán giả. Chanh, ớt nè, nước tương, giấm, tương ớt, tương đen, sa tế, cái nước giấm riền. Bây giờ Phú sẽ làm một cái chén nước giấm riền và một cái chén để mình ăn topping. Bên thì là nước tương, giấm theo công thức của Phú. Phú hay làm chấm. Chết rồi. Một tí giấm. Tương ớt, tương đen. Công thức của bạn có người cho tất cả vô một chén đúng không? Không. Thức của mình là tương đen nó nhiều hơn tí. Nhiều hơn so với tương ớt. Rồi một muỗng sa tế. Rồi. Đó. Giấm thì tí tí thôi, có tiệm độ chua thôi chứ không có chua nhiều. Đó. Rồi. Dẹp. Đây, đây là mình nhìn lại mình menu nha. Nói chung là giá cho một tô hủ tiếu mì thập cẩm là chỉ có 40.000 thôi. Đó, có cật, rồi tôm, rồi heo viên, tim, bao tử, cá, tôm. Đó. Bắt đầu từ thịt nai sa tế là 55.000 nha. Thì ăn cái kiểu đặc biệt là khoảng 3 giấc mì hoặc là 2 giấc mà mì và hủ tiếu luôn á là sẽ thêm 10.000. Rồi, Phú đang hoang mang lắm. Tại vì nãy giờ bữa nay bị xui là chỉ bán là toàn là hủ tiếu mì không à. Mà ngày hôm nay mình muốn quay là chia sẻ là cái tô hủ tiếu sa tế nai. Nên giờ đang hoang mang cái nội dung và cái tiêu đề. Sợ nó không ăn khớp với nhau là hằng YouTube nó không đề xuất. Mệt lắm. Thôi, gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng ăn hủ tiếu sa tế nai. Nước quá cho uống miếng ly bông cúc kỹ tử nha. Ừ. Ở đây nhiều quán mấy cô hay có bán này lắm. Mà cô này á, bán ở gần chị này á, thì cái ly này á, nó sẽ nghiêng về cái vị thuốc hơn nha. Uống nó sẽ đắng đắng hơn nha. Rồi, hấp miếng nước lèo bên đây trước nha. Cảm giác nước lèo nó đậm vị luôn. Thì thêm cái gia vị vô mà nó nghiêng về cái độ một đầu mặn mặn nó bắt ở trên lưỡi của mình. Những cái hương vị của những cái topping nè, những cái nguyên liệu cá, tim này nọ nè, nó sẽ lẫn ở trong đây. Mình có thể cảm nhận được cái hương vị cực, bao tử, ngoài trôi đó. Giờ mình qua hộp nước bên đây. Thì hộp nước không à. Oh, mùi đậu phộng và mùi sa tế. Mm.
vì là sa tế cho nên vị nó cay và nó ngậy đậu phộng. Cái món này á, cái vị nó sẽ nhạt nhạt nha. Em muốn thêm cái gì đó, mình bắt đầu mình thêm gia vị vô. Thường ăn cái này á thì là ăn hủ tiếu thì sẽ thấm với cái nước lèo hơn. Ngon quá. Đây thịt nai mềm, mềm mềm á, ăn nó quyện với cái đậu phộng á, nó sẽ có ngọt ngọt ngọt. Bây giờ mình chấm vô cái nước giấm riền. Đây đây là cái giấm riền. Nói chung đây là một loại nước nó khẩu vị ai lạ lạ, tại vì ăn ăn nó sẽ có cái vị chua chua của giấm này đúng không, rồi cái mùi riền nó sẽ là cái nước nó lạc lạc, nó lợ lợ, nó vị nó ngộ lắm, nó có chút đắng đắng nữa. Nếu mà ai ăn không quen thì mình cứ pha một cái chén khác, một cái kiểu khác để mình ăn ha. Quý vị khán giả nếu mà ăn không quen cái kiểu này á, mình vẫn có thể gọi cái kiểu thịt nai ăn với hủ tiếu kia. Cắm thử bên đây nha. Chấm bên đây á thì sẽ không cảm nhận được cái tươi, cái mềm của cái thịt, cái vị của thịt nai. Mình chấm bên đây thì nó ấy, còn qua là ăn không. Giờ Phú ăn món này cũng nhiều rồi mà Phú chưa bao giờ nêm thêm một cái kiểu gì khác á, tại ăn theo cái vị thuần tí thôi. Giờ mình thêm thử tương đen nha, cho những cho gu ai mà thích ngọt. Gu lạ. À, tại vì cái vị của nó là nó bùi bùi béo béo. Nó cũng có ngọt nhưng mà nó ngọt kiểu mình cảm nhận nó đầm lắm. Sẽ tăng thử hương vị coi. Trước giờ ăn món này Phú không có nêm, bữa nay Phú quay Phú nêm thử cho mọi người xem. Với những ai mà gu mà thèm mà thích đậm á, ngọt á, đúng là mình thêm tương đen vô ăn nó sẽ ngon hơn. Như giống này ăn phở á, ăn phở chúng ta cảm thấy nó chưa có đã, bỏ thêm vô này. Mình nhảy qua topping này nha, mình cũng ăn cật. Rất là tươi. Tao đâu có biết, ai nói bữa nay. Gần như là loại bỏ hết cái mùi. Cử rất là tươi. Này có heo viên nữa mà chị giấu cái viên này ở dưới cái thau cơm á. Không anh ơi, không ủa. Mình cảm nhận được cái ngọt chứ chấm vô đâu phải gì cũng chấm đâu. Đây cả từ lỗ chắc nụ ngọt. Ủa bưng đi xa dữ. Mong muốn quý vị khán giả cũng thông cảm nha. Chị là không có quen trên sóng đó, nên là đưa hút để làm nhiều khi bị khớp, chị lo tập trung mới sợ. Chị muốn cho mình quay để cho nó đẹp cho nên là chị lấn cấn chị làm đôi khi nó lộn. Rồi không biết là quý vị khán giả trước giờ xem clip ở trong chung cư sớm cải này mọi người đã đi vào đây ăn được bao nhiêu quán, bao nhiêu tiệm rồi. Trong đây nói chung là rất là nhiều quán, nhiều tiệm, nó cũng sẽ có một số món hao hao giống nhau, nhưng mà mỗi quán đều có một cái gì đó nó
nó sẽ riêng biệt một tí xíu. À, nói chung là bữa nào chúng ta dành ra vài ngày hay là bào hết trong đây để mình nếm xem hương vị nào là nó phù hợp với chúng ta nhất. Miếng thịt này bự nè. Cảm giác chấm này giống như chấm rượu á. Rồi, xong, em cảm ơn chị Minh đã hỗ trợ tụi em ngày hôm nay có những cái clip hấp dẫn gửi đến cho quý vị khán giả. Nãy giờ quay có rung không? Không, bị khớp đúng không? Cảm ơn các em. Dạ. À, rồi thì bữa giờ trời mưa gió, ai thèm món nước buổi sáng thì chúng ta ghé vào chung cư Sớm Cải này và ghé thử quán hủ tiếu mì Minh Phát của chị Minh để nếm thử món hủ tiếu xanh tới nay hoặc là món hủ tiếu tập cẩm nha quý vị khán giả. À, và đừng quên cho Phú Sinh bình luận cho nếu mà có những vị khán giả nào đã từng ăn quán của chị Minh. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.